chào các bạn, các con, các cháu. Hôm nay Tiên Ti Quy nó làm mà gỏi tép với lỗ tai heo trộn đu đủ nha bà các bạn, gồm có nửa ký tép trái đủ, rồi một cái lỗ tai heo, một bịch rau răm thơm, ớt, rồi hành cháy, rồi củ cải trắng, rồi gồm có 1,5 kg bún. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Tiên Ai Quy và mình đây. Thì nghe sương sương các bạn cũng biết món gì rồi đúng không? Gỏi tai heo tép trộn với gỏi đu đủ nha mấy bạn. Đó, món độc lạ miền Tây của mình đó, do cô Tư Áo Bông sáng tác. Món này là đặc sản miền Tây chứ độc lạ miền Tây cái gì? Đặc sản gì sao không nghe ai nói đó. Đặc sản miền Tây. YouTuber nửa mùa rồi, không biết cái món này rồi. Tại vì đó giờ ở đâu ăn đâu ha mẹ. Mẹ có làm đâu ăn. Chưa. Mày cũng đâu có ăn đâu là. Trời ơi, em ở miền Tây mà em không biết món này luôn. Ừ. Mình không biết luôn mấy bạn ơi, chắc mình trên núi mới xuống đó. Bởi vậy, vậy hôm nay Tiên với mẹ làm món này đi. Hôm nay mẹ làm con ăn nha. Phải ngon nha. Nay con làm mẹ giúp phụ cho. Ủa con làm luôn hả? Ừ, thì con làm mẹ chỉ dẫn cho con làm. Ok, mẹ chỉ con làm món này nha. Ừ, làm đi, nay mẹ chỉ hướng dẫn cho làm ăn ngon cho các bạn xem đồ. Ngồi gì người gãi sột sột vậy? Món này là đặc sản miền Tây, xưa tới giờ. Tép này trộn gỏi đu đủ, trộn bắp chuối ha, trộn cái gì cũng được hết trơn. Ok mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ lặt tép nha. Đó, tép má mình mua. Con này má mình lặt trước cho mình làm mẫu nè. Thôi lặt y chang vậy đi. Rồi dứt cái cục lót trong cái đầu ra là xong nha mấy bạn. Đó. Dễ không? Dễ. Còn mẹ mình bây giờ sẽ rửa lỗ tai heo nha mấy bạn. Đây có một cái lỗ tai heo nha mấy bạn. Lông thấy sạch bóng luôn rồi nè. Bây giờ okay, mẹ mình sẽ rửa bây lại. Rồi cô giúp Tiên Ti Quy cạo cái lỗ tai heo rồi lại rồi rửa trên muối. Con thấy sạch bóng rồi mà mẹ. Thì cũng cạo lại, ta làm gì chứ. Làm để cho sạch phải không? Mẹ mình nấu ăn rất là kỹ nha mấy bạn. Tiên gán học mẹ nấu ăn đi Tiên. Để sau này dài rồi nấu lại cho mẹ ăn. Đó. Bóp sao xịt đó, xịt đầu, xịt ốc ta ra hết rồi. Tại nó xịt á. Đừng bóp làm chi. Cô bóp đâu nè. Thôi. Mấy bạn ơi, là gỏi thì phải có rau găm với rau này kia vô cho nó thơm nha mấy bạn. Bây giờ mình sẽ lặt rau nha mấy bạn. Đó, có rau răm nè. Rau húng lụi nè, với lại rau gì ta, rau húng cây ha mẹ. Ba loại rau nha mấy bạn. Ok mấy bạn ơi, lửa cháy rồi, bây giờ mình sẽ đặt cái nồi này lên, mình luộc lỗ tai heo nè. Đâu lỗ tai đâu? Đây. Ten ten ten, trời ơi. Nhìn lỗ tai thấy bê. Rồi bỏ lỗ tai vô luôn đi. Ôi, lỗ tai dữ vậy? Ở trong lỗ tai tai heo này là mẹ mình đã làm sạch hết rồi nha. Nó còn cứng gái không ta? Trong lỗ tai mày có đó Tiên. Còn ở đây thì mình nêm vô nước mắm, đường, bột ngọt với tiêu với lại miếng hạnh cho lỗ tai mình nó trắng nha mấy bạn. Cho lỗ tai heo trắng chứ không phải lỗ tai mình. Rồi bây giờ thì để chậm cho nó cháy đi mấy bạn ơi. Bây giờ thì Tiên đi bào đu đủ đi. Ok, giờ mình sẽ bào trái đu đủ nha. Cầm tới trái thấy bào hay mất mệt ghê không mấy bạn? Mình thử tới trái. Rồi ra đi bào cho. Để tôi bào nha. Cái trái rủ gì như chó cạp vậy đó. Ra đi bào cho. Đó, ghê không? Trời ơi là trời. Ra đi bào cho. Ghế này ngồi không có thế, ngồi ghế này mới được nha mấy bạn. Bây giờ mình sẽ bào nha, cái này mũ dữ lắm cho nên kê cái bào mũ dưới đây luôn. Đó, tao bào nhẹ nhàng vậy thôi. Thằng đó nó bào gì chứ ghê quá trời à. Mà em bào đẹp mà. Cái đu đủ này là mẹ mình mua mà không biết mấy ký nè. Bự ghê không? Mấy ký? 2,5 kg. Đu đủ bây giờ hình như là rất là rẻ mấy bạn. Có 8.000 hay 9.000 diện ký thôi. Mai mốt gần Tết đó, nó sẽ rất là mắc luôn mấy bạn. Mà một trái đu đủ này 2,5 kg là hồi đó Tết mình đi bán bông á là 20.000 một ký. Mà trái đu đủ này 2,5 kg vậy là tức là trái đu đủ này 50.000 á mẹ. Nếu mà Tết á. Còn giờ trái đu đủ này nhiêu? Giờ trái đu đủ này nhiêu ta? 20.000. Vậy là 8.000 ký hả mẹ?
này xong rồi đi rửa xong rồi bào ra nha mấy bạn. Coi bà Như bà bỏ áo vô quần rồi mấy bạn. Đóng thùng. Đóng thùng sắp đi giao rồi hay gì á, đóng thùng. Lịch sự, lịch sự. Bỏ tiêu. Tối ngủ chùm màn bỏ áo quần. Lạnh á mấy bạn. Tối mình phải đóng áo vô thùng để nó hở cái áo lên lạnh lưng. Vậy đó. Già cả rồi. Quá trời quá đất. Ok mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ bào nha. Bào xuống á, bào ngược xuống thôi, khỏi đẩy lên hiểu không? Đẩy lên nó bị ấy. Đúng rồi, bào mình nó. Đây, kèm lại cái hao cho nó. Cho người đàn ông tập nấu ăn nha mấy bạn. Chế đủ chín rồi mẹ ơi. Thì giờ ở ngoài nó màu vậy nhưng mà ở trong nó màu cam. Dễ ha, dập cái móng tay con. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ ướp tép nha. Ướp trong cái mình xào sơ hả? Đúng rồi, xào cho chín luôn chứ không có sơ. Sơ thôi, để vô đỏ à. Bây giờ mình sẽ ướp một. Xào cho chín trong giỏi chứ không có sợ sơ. Nghe chưa? Dạ. Bây giờ mình sẽ ướp một miếng hạt niêm. Tí rồi. Mấy muỗng, nãy mẹ dặn mấy muỗng. Nửa muỗng. Phải không? Nửa muỗng. Một muỗng mà, phải không mẹ? Vậy, một ngọn với một muỗng. Một ngọt. Cái nào cũng một muỗng, có đường là hai muỗng. Đó. Hạt niêm, bột ngọt. Hạt niêm, bột ngọt xong rồi tới gì? Nước mắm. Chút nước mắm. Mắm. Rồi, được rồi. Ba cá chiếu. Hai muỗng đường. Hai muỗng đường. Muối, muối, cái đó muối. Hai muỗng muối. Này mấy muỗng muối? Không có muối. Muối hả? Đường, đường. Xem nữa mình phá banh như hào tép rồi. Đường. Học nấu ăn mà nghiêu ngao quá. Hai muỗng nha. Cho ba muỗng đi. Tại đây muỗng còn dính lớp đường nè. Đó. Rồi, che xíu tiêu cho thơm. Đây. Một ít tiêu xay. Tiêu này mình xay nhuyễn nha các bạn. Rồi. Người đàn ông của gia đình quay qua đẩy củi vô kìa. Cho đó. Trái ra lỗ tai heo lên. Rồi sau đó mình sẽ hất hất lên. Đẩy củi vô, đẩy củi vô, quay qua đẩy củi vô. Trái rồi. Cái này ướp để đây cho nó thấm một chút, mình xào cho nó thấm gia vị cho nó ngon nha mấy bạn. Ngon quá ha mấy bạn, đu đủ này màu đẹp ghê luôn. Bây giờ đổi người rồi, đổi tài rồi nha mấy bạn. Tới mẹ mình rẹt rẹt đu đủ rồi nha mấy bạn. Bây giờ mình giặt rau rồi mấy bạn ơi. Nãy giờ đem ra ngoài đây á, để ngoài khúc này nó nắng rồi, nó héo rau của mình luôn, phương nghiệp ghê không? Lặt đi rồi để ngâm nước là nó tươi lại à. Tươi không? Tươi. Nó không tươi là chị ba mua rau mới vậy em. Nó không tươi thì mình làm cho nó vô trong gỏi đu đủ là nó cũng tươi à. Vô bụng là nó tươi hết. Giờ dầu sôi bỏ tỏi đi các bạn. Giờ mẹ mình sẽ xào tép nha mấy bạn. Cô giờ cô xào tép giùm Tiên về trên nhà nó kêu xuống. Tiên đi lấy nước ma, nước bình thủy với nước mắm rồi. Giờ tỏi vàng cô đổ vô nha. Mình mới đi lấy đồ xuống đây. Ok. Quên nữa mấy bạn biết sao mình để đây không? Để mình phơi nắng cho nó khô, héo héo bóp gỏi là nó không có ra nước á mấy bạn. Nãy mình để ngoài đây nắng, giờ hết nắng luôn. Rồi kéo ra chỗ nắng đi. Ai giờ nó khô rồi nè mấy bạn. Héo. Khô nước. Giờ vàng. Ồ, tép bây giờ vàng ngon quá mấy bạn ơi. Cái này giống như là rim nước dừa luôn nữa. Con gà kìa. Không có sợ gì hết trơn. Nó giờ máy thì chấm rồi. Sát bên bếp lửa luôn vậy. Ok mấy bạn ơi, mẹ mình xào chín rồi nè. Bây giờ mình sẽ nhắc chúng nha, chứ thôi con tép chúng nó teo héo rồi luôn á. Mẹ mình nói vậy á.
Ok mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ rang đậu phộng nha. Mấy muỗng muối mẹ? Đại đi. Nhiều quá được nha. Hai muỗng đi. Đây. Đó, đậu phộng của em đâu? Đây. Đổ hết luôn hả mẹ? Ừ. Hết đi ngon. Rồi quậy đi. Bỏ bột ngũ vô đốt luôn. Cái này mua đậu phộng về rang cái ăn liền cái nó giòn ngon ha. Bây giờ mẹ mình sẽ xắt thịt ra nha mấy bạn. Lỗ tai heo nè. Này, cái mõm heo. Này là cái mõm heo nha mấy bạn. Ok chưa mẹ? Đâu? Được rồi. Được rồi đó, thơm rồi đó, được rồi đó. Ok mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ trộn lại nha mấy bạn. Đó, mấy bạn nhìn nè, hơi nắng nó héo queo. Khá là nặng nha. Đó, nó héo hết rồi, ở dưới còn hơi ướt ướt. Trời ơi, một thao luôn mẹ ơi. Bằng qua tưới gì. Dạ đó. Nhưng mà cái này bóp lại xẹp không mẹ? Hai củ cải mà xác ra con miếng ha. Đó, bây giờ mình sẽ trộn vô nha mấy bạn. Nước này trong đây có gì mẹ? Nước mắm, nước hạnh rồi bột ngọt đường. Chưa quậy lên nè. Ừ, kẹo ghê không? Chan vô đi rồi bóp. Để quậy lên chứ. Bây giờ Tiên đang làm thao tác chính là trộn gỏi đu đủ nha mấy bạn. Để mình nếm thử một cái chắc. Hay còn gọi là nộm đu đủ á. Phải không? Nộm á. Nộm. Phải không mẹ? Nộm phải không? Biết tôi kêu gỏi đu đủ chứ không biết nộm như mát vậy. Đó, nó tan hết rồi nè mấy bạn. Giờ mình sẽ chan vô. Đó. Nước này mẹ nếm chưa mẹ? Dạ. Rồi. Đổ đại vô hết đi. Rồi ừ, lấy miếng đu đủ hết ra. Đúng rồi. Đúng là con trai của mẹ. Mình có bao tay mà quên nữa. Bao tay sạch sẽ, an toàn. Rồi bóp lên. Mẹ ơi, mẹ nhìn con bóp này. Con mà bóp nát bấy chắc xong xác. Đâu nát được. Nát ngố được. Bỏ máy xay mới nát thôi. Đu đủ này màu vàng đẹp quá hả ta. Nó vừa chín á. Đu đủ này nấu canh ngon lắm nè. Có mẹ. Hầm xương. Trời ơi cái này mà trộn ba khía à. Bá cháy luôn mẹ ơi. Bữa nào mình làm ba khía mẹ. Dạ yeah. Đều lên. Mấy bạn mà thấy video này hay nhớ cho mình một like nha. Nhớ chia sẻ video giúp mình nhé. Trai miền Tây làm ẩm thực hiếm lắm mấy bạn ơi. Đặc biệt là đẹp trai như mình nữa. Đặc biệt là thấy ớn như mình. Nhưng mà mình bị bóng rồi mấy bạn ơi. Không có nha. Mẹ ơi. Tiên đem thấy vừa ăn chưa? Vừa rồi. Ngon à. Hai cục gạch trái không thấy đâu. Thấy không, mất tiêu rồi. Nó tẹp màu rồi. Con nói à, mình tưởng là trái đu đủ màu đỏ á. Nên dạ, mình kêu mẹ mua củ cải trắng. Mẹ mình đang niêm coi vừa ăn hay không nha mấy bạn. Được ha. Ngon ha. Dữ à. Xong kiếm hợp ích giữa hai con giáp, con chuột và con mèo đã tạo ra một món ăn rất là ngon quý vị ơi. Và ngày hôm nay để đến với ẩm thực miền Tây Tiên IQ. Đó, bây giờ mẹ mình cho tép vô nè mấy bạn. Chúng ta có món gỏi đu đủ. Vô. Từ từ thôi, rớt tay con nào cũng ăn con đó. Cái nước này nó cũng đậm đà nè. Gỏi. Đây là cái nước này.
chan tí nước vô. Bóp nắng ngố con tép hết bây giờ. Không, sốc sốc lên không mà đừng bóp gì nữa. Đúng rồi, sốc sốc vậy đó, đúng rồi. Tập làm cho quen. Tập làm cho quen. Làm mốt nhớ. Nghe không? Dữ à. Trời, tới heo, tới thịt luôn. Gói cho con miếng nào con ăn miếng đó nha. Đó, à, rồi mẹ mình sắc đẹp hơn mình nha mấy bạn. Mình sắc giống như bữa khúc vậy. Mẹ mình sắc có xới, có xới, mình ngon ghê không? Thịt với tép là luộc sẵn chứ mới trộn vô đây chứ ai mà để sống trộn vô đây ăn chắc rồi sao? Có mấy người người ta ăn mấy trộn gỏi sống văng giữ từ từ thôi. Tiên làm từ từ tí. Con đang luyện phải cực quyền. Văng ra hột quẹt luôn. Tiên làm gì dung dãy tùm lum vậy? Đang luyện thái cực quyền mấy bạn ơi. Ôi trời ơi chi. Mẹ đừng có luyện thái cực giống con nha. Ok nói. Giờ cô vô cô trộn rau rồi vô để thằng Tiên nó bóp tép bóp thịt rồi bấy hết các bạn. Chỉ nó mình nó làm. Rồi Tiên nhắc ghế ngồi kế bên coi mẹ làm. Coi mốt nó làm. Rồi bưng đổ rau lại đây. Còn bóp thịt ăn nữa mấy bạn. Coi kìa. Ngon không? Vừa ăn chưa? Ngon. Đi bưng đổ rau lại tôi. Bưng đổ rau lại cho tôi. Thằng thằng này ghê. Mặt ghê. Rớt bấy bá rớt tùm lum đóng. Rớt bấy bá rớt tùm lum đóng đóng đóng. Quá trời chửi. Nè. Mình sẽ làm một món bạo lực. Ốp vô nha mẹ. Chưa. Để hốt từ từ. Rồi nhắc ghế ngồi kế bên đi. Đó. Rồi. Hỏi mẹ mệt không mẹ? Mẹ mệt trong tháo bao đây con làm cho. Làm nát ngố quá. Làm nát ngố quá. Giờ tôi nè. Nè. Coi mẹ xới lên nè chứ mẹ không có bóp nữa. Hồi bóp hồi lầu mình mới để nước vô đúng không mẹ? Cho nó đủ nó mềm. Còn giờ là mình xới lên thôi. Để con ăn thử cái vừa cho mẹ. Vừa rồi. Để con ăn thử cho. Vừa rồi. Mời mấy bạn nha. Đó, miếng là lỗ tai có gân trắng trắng nè. Ôi ngay xem dễ gân. Sực sực luôn á, đừng ăn mấy cái gân đó nha. Để tao ăn cho. Vừa ăn nữa mẹ. Được rồi. Cái nước này trộn với cơm ăn cũng ngon nữa. Ở đây anh giúp một cơm. Ăn cơm đi ta ăn ngon gỏi này cho vô. Ngon quá nè. Sắc để nguyên lá về trộn cho nó ngon. Trộn này vô nữa mẹ. Xíu hành cháy vô. Chắc nửa bịch hành cháy á. Để nửa bịch nó thế. Rồi nhìn tép kìa. Nhìn mình giặt đu đủ tìm tép nha mấy bạn. Ủa ngon ha. Tìm đâu. Nó đồng đây với đâu. Sáng mình còn có 60.000 hà, cái mình đưa mẹ mua tép giùm Tiên luôn mấy bạn ơi. Chứ phải có tiền nhiều, mình sẽ mua cái con tép bự hơn một chút xíu, nhìn nó sẽ đẹp. Mua con tôm. Ừ, ăn nó ngon hơn. Hết 80. Tép này có, sáng mình 60.000 mua tép, còn 10.000 kia mua đậu phộng với lại mua hành phi với hai cái củ cải trắng đó. Chứ có tiền là mua tôm bự bự lên ăn nó ngon với nhìn nó đẹp hơn nữa. Nhưng mà thôi kệ. Tép này cũng được. Thịt tép rồi. Dạ. Mày hốt vô. Trái đu đủ có mua 20.000 mà hiệu quả quá ha. Ra một mâm luôn mấy bạn. Nè vậy mình tính cái mâm gỏi đu đủ này cho mấy bạn nghe. 20.000 đu đủ, 60.000 tép là 80.000. 80.000 với đậu phộng với kia nó 90.000. Với hai củ cải nữa như mẹ. Hai củ cải nữa cho 5.000 nó đi 95.000. 95.000 mình mua gì nữa ta? Ký rưỡi bún bao nhiêu ta? Mình rửa cái chén bánh nhà tiên. Dạ. Rồi mày xếp nó mắm rồi. Mẹ mẹ ký rưỡi bún nhiêu mẹ? Rưỡi bún 15.000. 15.000 95 với 15.000 là 101 rồi. Thao đu đủ khổng lồ này là 101. Dạ. Khỏi cần sắt để lá. Đậu phộng mẹ. Chén nào rửa mà. Chưa sạch á. Giờ Tiên sẽ đi đâm đậu phộng ra dập dập nha mấy bạn. Đó mình mới đâm nó dập dập nhuyễn nhuyễn nha mấy bạn. Đó rồi gắt lên. Rồi mẹ qua mẹ sẽ trộn lên nha mấy bạn. Theo đường. Bây giờ mẹ mình sẽ nêm thêm một tí xíu nữa nha mấy bạn. Tại mình nói hơi lạc nha mấy bạn. Tại cậy cái gu mình ăn hơi mặn chút. Gu quá mặn quá bởi vậy giờ bà còn ế. Mình mặn mình là giữa muối đây. Mình thích ăn cái gì mà nó có hương đậm đà. Nó không quá nhạt nhẽo. Mình thích cái gì mà nó vừa đủ đậm đà. Ngon chưa mấy bạn? Tiên dọn bàn. Bóp mệt ghê. Con mình đấm bóp cho mẹ mình. Yeah.
Các bạn thấy cái món lỗ tai với tép cua trộn siêu đủ này ngon không, hấp dẫn không? Giờ cô cho ra mâm nha các bạn. Hấp dẫn đó mấy bạn. Mẹ mình món gì cũng làm được hết trơn á, món gì cũng hay hết trơn á. Bởi vậy hai đứa mình học theo làm nè mấy bạn. Có mẹ là có tất cả mấy bạn ơi. Hấp dẫn chưa? Nếu hấp dẫn thì cho thằng Tiên y quy. Đúng rồi. Tiên y quy cô một like nha các bạn. Nhớ chia sẻ nhiều video này đến mọi người nha mấy bạn. Cho mọi người biết rằng ở miền Tây mình cũng có cô Tư áo bông. Chứ ở đâu không có. Ở nước ngoài không có. Giờ thấy tép với thịt không? Đu đủ với sạp xuống rồi. Đó, gia đình mình chuẩn bị bắt đầu ăn thôi mấy bạn ơi. Mẹ mình mời mấy bạn vào ăn chung với gia đình mình nha. Cô chào các bạn, các con, các cháu. Hôm nay Tiên Y Quy nó làm cái món cái tép với lỗ tai heo trộn gỏi đu đủ nè. Các bạn thấy hấp dẫn không? Giờ mấy mẹ con cô mừng xong rồi. Giờ mời các bạn, các con, các cháu thưởng thức với cô, với Tiên Quy, với Quỳnh Như nha. Đó. Ok. Ok. Gắp bún cho mẹ đi Tiên. Để gắp cho mẹ. Thôi để con gắp cho mẹ. Để con gắp cho mẹ. Sao hồi nãy lấy ra muỗng chén mắm không lấy cho mẹ Tiên? Hả? Được rồi. Để vô lấy. Đó, rồi con sẽ gắp cho mẹ này. Thôi để đó tự tôi. Mẹ mình căng ở đó. Giờ mình sẽ gắp cho mình nha mấy bạn. Mời cả nhà nha. Mời mấy bạn nha. Cái muỗng chén mắm. Ở đây có rồi. Gì vậy? Đây có cái muỗng. Quên nữa chứ. Đó, chèn nước mắm vô. Hôm nay mình không có ăn bánh tráng nha mấy bạn. Hết bánh tráng rồi. Hấp dẫn ghê không mấy bạn? Đó. Mình thấy mình còn thèm luôn rồi, nè. Mình sẽ gắp cái này vào nha. Đó. Gắp thêm miếng thịt vô. Gắp với đèn không gắp. Giờ thấy tép với thịt không à? Thấy đu đủ thôi nè, có màu vàng nha. Rồi giờ cô mời các bạn, các con, các cháu thưởng thức cái món gỏi tép đu đủ này với cô nha, với Như comment nha. Ớt dữ mời dạ. Các bạn nha. Cô ăn ớt nó quen rồi. Mẹ thấy sao? Ăn đi. Ngon không mẹ? Ngon. Ăn đi. Được ăn rồi mấy bạn ơi, mừng quá. Ngon ghê mấy bạn, nước mắm vừa ăn. Mời các bạn, các con, các cháu nha, thưởng thức con tép với cô nha. Đó, chấm nước mắm nha. Quá ngon mấy bạn ơi. Mình quay mà mình còn nuốt nước miếng luôn á mấy bạn. Thấy ngon ghê ha. Quá đỏ. Quá ăn thử con tép rồi nó có thấm được trong không ta? Ăn với mắm chua chua ngọt ngọt ngon quá các bạn. Để mình ăn thử con tép coi có thấm được trong không nha mẹ. Lúc trộn á. Ừ, có thấm. Chua chua. Quá ngon. Ai chỉ mẹ làm món này mà? Ai chỉ tôi chưa giờ món này chưa đặt đặc sản. Đặc sản miền Tây quê rồi chưa tới giờ. Đặc sản là không, mẹ không làm cho con ăn hồi xưa. Ở làm nhỏ người ăn cũng nhớ rồi lâu quá không làm. Đó, mấy bạn thấy mẹ mình sắc không? Mắm lét luôn à. Bạn đẹp không? Cháu thấy không? Miếng tai heo nè có gân gân nổi luôn, sắc mỏng tép toàn ngon. Nè. Ngon ghê. Vô như hai mẹ con vô. Sắc nó sắc dày quá dầm không ngon. Này mình sắc như mái sắc vậy, mỏng lét à. Vô. Thôi vô bằng chén được rồi, vô chén được rồi. Dám đụng sợ ớt cay. Còn bữa bằng như bãi sắc miếng nào miếng nấy như khúc củi rồi. Bữa khúc ăn cho ngon. Dù làm sao ăn cũng ngon hết. Ướp ngon rồi ăn ngon ăn rồi hả bạn? Gia vị ướp. Ướp ngon rồi ăn ngon mấy bạn ơi, mấy bạn để nguyên cục mấy bạn ăn cũng được rồi, khỏi cần sắc.
Mẹ mình nói ướp ngon rồi ăn ngon. Ghê chưa? Sáng giờ mấy mẹ con mình làm giờ ăn cơm, ăn cơm trưa thì mình sẽ ăn bún với cái gỏi này luôn nha mấy bạn. Mình phải ăn mỡ rồi mấy bạn ơi. Giờ sáng giờ chưa ăn cơm, giờ ăn bún trực cơm luôn với gỏi này. Trời ơi, cái đôi đũa này nó căm căm quẹo quẹo khó gấp á. Cái hàng nước mắm tỏi ớt cay vô ăn cho bá cháy. Ăn ớt chứ cái quen rồi, không có ớt ăn ngon các bạn ơi. Phải không mẹ? Còn có ớt là con khỏi ăn luôn. Ăn luôn nha. Dạ. Vô ăn chị ba. Ok mấy bạn ơi, bây giờ mình thấy hèm quá rồi, mình phải vô ăn luôn thôi mấy bạn ơi. Sáng giờ chưa ăn gì hết, mình đói bụng quá, tay mình run run cầm cái máy giục giật luôn vậy. Phải không? Quá, giờ ăn đi. Mình hèm bữa giờ. Để em gắp cho chị ba. Biết sao không, bữa mình ăn cái bún bắp chuối, gỏi bắp chuối, gỏi tai heo á mấy bạn. Cái mấy bạn biết sao không? Trời nó ngon quá, tới bữa nay hèm nữa. Cái bữa nay cái bữa này Tiên nó làm ha mấy bạn. Được ăn ké ngon. Đó, bê rồi. Thịt heo vô cho tao. Thịt bột đóng rồi đó. Rồi ha, rồi ok nè. Rồi, tốt quá vậy. Đó. Trời, đúng mà chị em tốt. Tốt muốn lộn cái bàn. Đúng rồi. Cái bữa nay thằng Tiên đeo đồng hồ đẹp không mấy bạn? 5 triệu. Có mấy trăm ngàn rồi nha. Trời ơi, mình mới mua tặng nó đó mấy bạn. Bữa sinh nhật nó mình không có tặng nè, mình có tiền mình tặng nha. Mà mấy bạn ăn bún gỏi đu đủ với lỗ tai heo với lại tép chung với gia đình mình nha. Trời ớt dữ vậy. Không vậy mà không có cay dữ rồi. Nè, ngon. Bạp cháy luôn. Bữa nay mình quay là ngay ngày chủ nhật đó mấy bạn, cho nên là không có Như. Bình thường mấy bạn hỏi sao không quay có Như á, là thứ bảy thì có qua, còn chủ nhật là không có qua. Nhật ở nhà làm công chuyện. Mẹ con nãy con thấy đu đủ nhiều mà giờ nó xốp lại mẹ. Ừ. Mua trái rượu vậy á, nếu làm gỏi mua trái rượu ngon vậy quá. Mới có bào ra mới ngon. Mới nhỏ không bào ngon. Ngon lắm mẹ ơi. Từ 3 kg tới 2 kg rưỡi. Mà cái đu đủ này nó cũng ngọt nữa mấy bạn. Mình ăn vô nó cũng ngọt nữa. Gỏi hùm hùm vậy vừa ăn chứ sống quá ăn cũng ngon. Ở trong mấy món gỏi thì có gỏi này, gỏi kia, có gỏi gì nữa mà. Gỏi đủ, gỏi hoa chuối, gỏi bắp cải. Ờ, gỏi gỏi gì hả? Muốn là càng cua. Củ muốn. Củ hủ dừa, rau muống, về bông đương điển, đũa gì. Nhiều dữ người ta. Có gỏi dưa hấu, gỏi xài, gỏi cóc gì nữa. Nhớ hồi đó đi học lớp 6 không có làm món ăn hả? Học công nghệ đó, làm gỏi rau muống đó không nhớ ha. Có, nhưng mà có gỏi xài không mẹ? Có, gỏi cóc luôn. Có gỏi dưa hấu không? Không. Hấu mình gỏi gì. Hồi lớp 6 đi học làm gỏi nè. Ờ, em đó. Có. Mấy đứa kia làm gỏi muốn chết luôn, mình đi ăn qua của mấy chỗ khác không mấy bạn ơi. Không ăn của mình à? Chỗ của mình mua có 2 lọn có 4 à. Có 5 ngàn 2 lọn quá. Bên chỗ người ta làm gỏi gà ngó sen, có thịt gà nữa. Rồi bánh ăn cho ngon. Đi ăn ké. Rồi chỗ bà đậu không? Rớt. Rớt hả? Có 2 lọn muống à, rớt. Ít quá. 2 lọn rau muống mà. Không có gì hết trơn, có rau muống không à. Bởi vậy bà cô chấm rớt. Quá buồn. Muốn không thịt tép đi hả? Dạ. Kỳ vậy. Gân dẻo ghê. Nghe không nổi luôn á. Tại mình hầm chưa có bạn hãm á. Mình luộc á. Mẹ nói gì ăn rất ngon. Ghê vừa. Mẹ nghe dạo dạo luôn kìa. Gân chắc. Mẹ gắn gân giả vô chứ mẹ. Thôi mà thiệt quá. Nói chạm vô không nói chuyện gì mới mốt hả? Chính xác cho tôi coi. Bà cho em gấp đấy ơi. Bữa nay trời trong xanh đẹp ghê không mấy bạn? À, trời xanh trắng nắng vàng. Nhìn em là biết cục vàng của anh. Ăn đi rồi chiều nay tưới đồ, có sức tưới đồ. Ờ
nó làm biến đó mấy bạn ơi. Hôm qua tôi tưới thấy không, tối này đâu còn nước ngập nữa. Dạ hết nước ngập rồi mẹ. Tôi mới giải phân bữa nào con tưới là nước ngập á mẹ. Em biết làm sao không? Chả dưới miệng á. Bữa nào con làm là nước ngập á. Trời cảm động quá. Trời hết. Bữa nào con mà làm là nước ngập á mẹ. Bữa nó giật rồi cũng trời mưa tối bụi luôn. Đó. Nói chung ngày nào mà mình làm gì là bữa đó bão tới à. Bởi vì thẳng là mình không dám làm. Tại bão tới khổ nhiều người lắm mấy bạn ơi. Cay quá. Cái món gỏi đu đủ này ngon lắm các bạn. Ăn trúng đu đủ giòn giòn ngọt ngọt. Trúng tép thì chua chua. Béo béo giòn giòn. Chua chua nữa. Trúng một đầu hồng thơm thơm. Nước chua chua. Ngon. Nước chua chua vừa ăn lắm. Chua chua ngọt ngọt. Con tép chết rồi còn nhảy nữa nè. Nhảy ra bàn nè. Ngọt quá. Cay quá. Cho miếng nước tiên ơi. Cay quá mấy bạn ơi. Nó sao cay dở vậy. Mày mấy bạn uống nước trà đá nha. Này chắc ba chứ ớt. Năm trái. Năm trái rồi. Cho bà cay tét không mới luôn. Quá cay. Ăn nước mắm không cay nè. Không cay thì không ngon. Không túi thấy cay đâu rồi. Mẹ ăn cay chứ quả giỏi. Nè. Tại con vớt ớt vô đây hết rồi. Đó là hầm luôn nè. Mình ăn 2 chén bún rồi đó mấy bạn. 2 hay 3 ta. Đó, thì một chén hả? No. Mẹ mình no rồi mấy bạn ơi, mà mình chưa có no phải thêm một chén nữa. Mấy chén mà no. Không biết ăn nhắc nhắc. Đúng không? Vậy mà nãy mẹ mình nói mình ăn cũng không nhớ. Nói ta mình cũng vậy. À, cay quá. Trời ơi, cái miếng thịt heo này nó dài. Bỏ vô, bỏ vô. Để mày nhanh mẹ. Nhanh. Tại thì phải có sắp xếp xong thì làm nhanh. Đó, vô mấy bạn ơi, mà mấy bạn thêm chén nữa nha. Quá ngon luôn. Mời các bạn con cháu uống trà đá với cô nha. Không có rót ra ly để chống phít này luôn. Người một cái ông hút. Ba người ba cái. Ba người ba cái. Ngon quá. Số 1. Nhưng mà thích ăn bắp chuối hơn. Bắp chuối cũng ngon mà đu đủ cũng ngon. Đu đủ ngon hơn. Không, bắp chuối thích ăn bắp, bắp chuối hơn. Cải cũng ngon cái gì, nói chung gì cũng ngon. Nó làm gỏi càng cua. Càng cua đâu? Chồng, chồng ngày nào nó mọc lên rồi mình làm gỏi. Nói chuyện gì đâu không? Dạ ăn hết à. Không biết nào có càng cua. Có nhớ đi mua là được á. Mua có. Đây kêu nó ra tới đồ, nó còn tưới đây. Càng cua là trong người ta trồng, trong mấy cái trụ ni lông á. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dữ lắm. Mình đi nhổ cũng được nữa. Rồi người ta bỏ hết nè. Ngon không? Không nói lên rồi. Hồi nãy nó ăn dụng dữ lắm, giờ ăn cho đã đi. Giây phút ăn này là mình chờ đợi lắm nè mấy bạn. Ngày mới gần cho ngon nè. Ngon không? Này mỏm. Mỏm. Mỏ. Ăn mỏm chưa? Rồi. Còn tiên con mẹ. Nó có gân đâu ăn mỏm. Mỏm này không có gân. Nè. Miếng đó mà cho mềm. Rồi mẹ ơi, con cũng không có gân đâu. Gân rụng. Ăn dã. Đó, học phong. Mỏm nè. Quá cay mấy bạn ơi.
Bây giờ mình ăn hết chén này nữa mình sẽ nghỉ luôn nha, chứ thôi cho không nổi nữa. Làm thèm, thèm bị thèm thiệt, nhưng mà ăn ít ít ngon, ăn nhiều cũng ngán. Mình cũng no luôn rồi, mình ăn hết chén này mình cũng nghỉ luôn rồi, chứ mình muốn ăn nữa lắm nhưng mình ăn không có nổi mấy bạn ơi. Đại cho tôi. Đại vô. Để chưa xong bóc bóc. Hai đứa ăn hết cái mâm này cho tôi. Có bữa thèm thì thèm thiệt luôn á, xong rồi ăn miếng là thôi, đã chứ thèm không ăn nhiều. Đã, ăn đã. Luôn trái ớt luôn đi à. Gấp trái ớt vô dữ à, tiền gấp cho con đấy. Giờ mình ngồi mình ghĩa ghĩa mấy bạn ơi, ăn không hết nổi à. Ba mẹ con ăn hết gốc chứ ăn gì nổi, đúng không? Nguyên mâm ba cái miếng nè, củ cải trắng nó teo lại chút xíu. Này có củ cải đỏ vô đẹp dữ á. Tại con nói đu đủ chín thì khỏi có củ cải đỏ. Con dùng đu đủ đỏ. Ai nhà nó vàng. Đu đủ vàng. Màu đu đủ thì ngon ha. Dạ. Người ta làm cái này với mắm tép nè. Trời ơi, giờ táp vô 54. Táp. Táp. Ok mấy bạn ơi, cả nhà mình đều là ăn no sai à, cơm no ngủ sai hết rồi mấy bạn ơi. Mẹ no chưa mẹ? No. Quá no. Hai mẹ làm món này ngon quá ha. Mình mệt nhưng mà món này ngon, nhưng mà rồi ăn no rồi. Món này rất là ngon mấy bạn ơi. Nếu mấy bạn thấy video này hay á và hấp dẫn là món ăn này ngon á, hãy để lại cho mình một like và chia sẻ ra giúp mình nha. Đó. Rồi bây giờ cả nhà mình xin tạm biệt và chào mấy bạn. Bye bye. Các bạn nhớ thấy cái video của thằng Tiên Quy này á, rồi các bạn ủng hộ cho thằng Tiên với đăng ký với ấy cho thằng Tiên một like nha các bạn. Ấy gì mẹ? Bình luận hay là chia sẻ? Chia sẻ. Ấy á. Thấy nha. Chia sẻ và đăng ký cho thằng Tiên Quy của cô nha các bạn. Yêu thương các bạn rất nhiều. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ngon lắm các bạn ơi. Bây giờ mình tắt máy mình ăn nữa đây. Ha ha.